die. Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ lên một cái bộ đồ nghề chuyên về làm điện nước ở gia đình. Thì ở đây là sẽ có một cái hộp đồ nghề, nó sẽ có kiểu dạng sắp tay như thế này nha các anh em. Với cái hộp này nó sẽ có 169 chi tiết. Bây giờ là mình sẽ khui ra cho các anh em luôn. Trước tiên anh em sẽ mở ra thì sẽ thấy ở phần phía bên phải sẽ rất có nhiều đồ nghề cho mình đi theo. Thứ nhất là về kéo nè, băng keo điện nè, thước 3 mét nè, bút thử điện nè. Ở đây là một cái dạng cây cưa nha, cây cưa mini nha các anh em. Thì mình cưa những cái vật dụng như đường ống, đường ít này nọ thì nó sẽ rất là tiện lợi cho các anh em luôn, chỉ cần xay lưỡi qua là được. Và thứ hai nữa là anh em sẽ thấy được là cái bộ mỏ lết như thế này nha các anh em. Mỏ lết này nó sẽ gồm có là dạng 200mm, nó rất là dài nha các anh em. Nó cũng có kéo luôn, rồi có nhíp luôn, và kèm theo là cái đèn nè. Mình cũng nói gọi là cái đèn này chưa có pin nha các anh em, khi anh em dùng sẽ lắp pin vào. Đây, dạng pin tiểu 3 nữa các anh em, còn 2A là loại pin chung nha. Ok, rồi về phần mặt bên phải là đại khái là như thế này. Còn về mặt ở phía bên tay trái thì chúng ta sẽ thấy nè, những cái kìm to như thế này. Kìm này sẽ hỗ trợ cho mình cái việc là mình sẽ làm được đồ mình kẹp, mình bấm như thế nào. Đối với cái kìm này nó sẽ có một cái răng rất là tiêu chuẩn nha các anh em. Ok, rồi tới nữa là sẽ có một cái hộp. Hộp này là cái hộp đồ gọi là cái chi tiết của dạng ốc vít mình cần phải đặt vào. Tùy nha, cái theo bộ này nó sẽ có những cái đại khái đơn giản thôi. Đại khái là về đây là những cái nợ nhựa nè. Khi mình khoan tường thì cần đóng những cái này vào, và có đinh luôn nha. Anh em làm gỗ, làm ghế gì đó, hơi sửa bàn, sửa ghế gì đó vẫn được luôn. Còn đây là những cái móc mà mình có thể là mình treo đồ hay treo màn đó, tùy các anh em. Nói dạng thì cũng móc chữ L cũng có luôn nè. L nó cũng có cho mình luôn. Và đây là dạng thu vít. Đây là dạng thu dạng như là móc treo nha các anh em, nó phù hợp cho những cái việc gì đó thì anh em sẽ cần móc treo này. Đây là cũng có dạng móc này luôn, cũng có nữa nha. Ở đây là những cái ốc thì anh em có thể là thay thế những cái bộ khác rồi đặt vào đây cho cái tiện lợi anh em có thể thao tác mình sửa chữa tại nhà. Ok, rồi trong cái hộp này thì nó gồm có cái búa nè, một cái bút hàng điện như thế này luôn các anh em, đi theo luôn. Hàng điện thì luôn luôn sẽ có một cái chì này. Chì này là mình bao ok luôn nha các anh em. Chì này rất là hàng, rất là ngon luôn nha, rất là ăn luôn. Rồi, còn một cái kìm nhỏ nhỏ này là cái kìm đa năng. Thì trong cái kìm đa năng này nó gồm có những cái chi tiết rất là nhiều luôn nha. Thứ nhất là mình khui đồ hộp và dao răng cưa như thế này nha. Và nó có một cái đầu mũi vít luôn nữa. Nó một cái lưỡi dao như thế này nữa nè. Còn phía bên này thì nó sẽ gồm có những cái loại mình khui đồ hộp, đồ bia gì đó các em. Nó có một cái mình nói gọi nôm na là một cái dũa luôn. Khi anh em mà sẽ gấp ra thế này, nó sẽ có một cái kìm nhỏ mini như thế này. Rất là tiện lợi, cái này dùng rất là bền nha các em. Hoặc là anh em đi cắm trại này nọ bỏ túi cũng vẫn được. Ok, còn phía bên này thì chúng ta sẽ có thấy một cái dạng tu vít này là sẽ cắm những cái đầu vít. Thì đầu vít ở đây gồm có là nhiều loại nha các anh em. Thứ nhất là mình nói về mình sửa những cái đồ tủ, đồ ghế, đồ bàn ấy, thì nó sẽ có cái đầu lục giác. Nếu mà về những cái mở cái đồ điện hay là nọ, những cái linh tinh ở nhà ấy, thì nó có cái đồ là sao hay là những cái đồ chơi á, thì sẽ có ốc sao như thế này là anh em sẽ tận dụng vào đây luôn, là sẽ mở được tất. Chỉ kịp tháo ra đây, mình sẽ nhấc một con ra thôi. Cái này nó rất là mút nha các em, mút nó rất là cứng á. Nó có cái 500, thì trong quá trình mình dùng nó sẽ không rơi không rớt nha, nó có 500. Đấy, ok. Đây, tới tần tật thì trên cái hộp này nó gồm có 169 chi tiết, thì nó sẽ là việc hỗ trợ cho cái việc là anh em ở nhà làm cái việc những vật dụng gia đình, màn chiếu gói này nọ thì nó sẽ rất là nhiều luôn. Đấy, anh em có thể hình dung ra được là trong cái bộ này nó gồm có búa, dao, kéo, kìm. Nó có tới tật về mình có thể khả năng là mình làm những cái vật dụng trong nhà như là màn chiếu hay gói hay tủ bàn, thì những cái ốc vít này nó sẽ đi theo, nó rất là hỗ trợ cho các anh em rất là nhiều luôn. Với hai nữa là mình muốn cưa này nọ cũng có một cái lưỡi cưa. Và khi anh em mà có muốn sửa chữa lặt vặt những cái đồ chơi nữa như thế này thì sẽ có một cái gọi là bút điện, gọi là bút hàng điện, nó cũng có đi theo luôn cho các anh em, nó rất là tiện lợi cho cái việc mà mình sẽ làm việc trong nhà những cái lặt vặt rất là nhiều luôn. Thì anh em có thể tham khảo qua trên cái video clip của Zato.vn hoặc là số hotline 0936318800 nhé. Thôi xin chào tạm biệt các anh em.